ngành giao thông vận tải đang tích cực phối hợp với địa phương triển khai bước 1 của dự án dài 9 km kéo từ bản Hua Nẵm đến chân đèo Sam Síp nối với xã Ngọc Chiến nhằm khắc phục tình trạng chia cắt, cô lập với huyện Mù Căng Chải, tỉnh Yên Bái. Riêng trên hướng tuyến đường 109 có 5 chi lưu lớn chảy ra dòng suối Nậm Păm gây chia cắt tuyến đường này. Vì vậy, sau khi đắp nền đường, huyện sẽ thực hiện tiếp giai đoạn 2 của dự án. Chúng tôi sử dụng toàn bộ cái lượng đá cũng như là cái sỏi quậy mà hiện nay đang ở cái dòng suối rất lớn. Sau đó tôi đắp tuyến, đắp vào bên tuyến, hướng tuyến nào mà sát với sườn núi chúng tôi đắp cao độ đến đâu thì cái này lưu nền đến đó để đảm bảo cái cao độ theo đúng thiết kế kỹ thuật đã được xây dựng. Và chúng tôi khắc phục ở những điểm nào mà có những nguồn nước chảy qua để khảo sát đánh giá và trước mắt có thể làm những thoát nước bằng đập tràn hay là phương án sau này làm cầu là chúng tôi đều có những phương pháp rất cụ thể. Hiện nay, 3 km còn lại từ trung tâm xã đến chân đèo Sam Síp của xã Ngọc Chiến vẫn còn nhiều đoạn bị chia cắt. Tuyến đường công vụ đã thi công xong nền đường, thông xe từ bản Hua Nậm đến trung tâm xã Nậm Păm tạo điều kiện thuận lợi cho các đoàn cứu trợ và công tác khắc phục thiệt hại về người và tài sản cho nhân dân. Đồng thời giúp các đoàn xe vận chuyển nguyên vật liệu vào để thi công các nhà tái định cư và các điểm trường đã bị cuốn trôi, đổ sập hoàn toàn.